Hôm nay, mưa dông ở Nam Bộ sẽ lùi về chiều đến tối. Lúc này, ngoài trời đã có nắng nhẹ, nhiệt độ khoảng 27 độ. Nắng ráo sẽ duy trì đến 2 giờ chiều nay. Cường độ nắng vào buổi trưa vẫn khá mạnh. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Châu Đốc, Vị Thanh 33 đến 34 độ. Cần Thơ và các nơi khác 31, 32 độ. Sau đó trời chuyển mưa dông rải rác. Ở miền Tây như Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu có điểm mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa trong chiều đến tối nay, mưa rào lượng không lớn. Còn từ sáng đến trưa trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ.